Đứa bậy quá. Lan. Ngồi dậy. Ngồi dậy nè. Rồi bây giờ là mình sẽ dậy. Em sang đây là ngồi, đứng, nằm, bắt tay. Đó là để giống như bơi hồi xưa mình dạy các bạn. Bây giờ nó lớn xác rồi mà không dạy nó thì bữa nó hư á. Ngồi xuống. Sàn, ngồi xuống. Rồi. Rồi. Nghe không? Qua đây. Lì hết nè. Đi qua đây. Ngồi xuống. Nè. Tay này đâu có gì đâu mình thử. Nè, tay bên này nè. Rồi. Ngồi xuống xuống. Đó, ngồi xuống vậy cho. Nè. Rồi. Thì ngồi xuống cho sang. Trời ơi. Mày hiểu không? Ngồi xuống như là giỏi như sang. Trời ơi, có gì. Ở trên mày nằm. Ngồi dậy. Đứng lên. Sang, đứng. Đó, sang ngồi cũng giỏi rồi. Ngồi dậy vô, đứng lên. Đứng. Đứng với bắt tay, đứng lên. Đứng lên. Đứng lên cho tay bưng. Đứng lên. Đứng lên sàn, đứng lên. Đứng lên. Đứng cái mập lên. Đứng cái mập lên, bắt tay cái gì mà bắt tay. Đứng cái mập lên. Đứng lên sàn. Đứng lên. Đứng lên, đứng. Đứng. Sàn. Đứng. Đứng cái mặt mà lên coi. Sao mày ngồi lại vậy? Đứng cái mặt mà. Đứng lên. Đúng rồi. Đứng lên chị là giỏi chưa? Giỏi. Giỏi lắm sàn. Giỏi lắm sàn kia chưa? Giỏi là sàn. Êm bơm. Để dậy lên sàn. Ngồi. Ngồi. Ngồi xuống sàn. Ngồi đi xuống. Chùm chùm nhắn gì? Ngồi đi xuống nè. Ngồi xuống sàn. Lúc mà chị đứng thì mày đứng thì mày đứng quý vị nè. Ừ. Mày xem nè. Mày xem nè. Mày làm gì đúng đúng tay vậy? Đi ra. Ngồi xuống. Đó. Ngồi vô là giỏi vô sàn. Nghe chưa? Ngồi là giỏi nghe chưa? Thấy ngồi chưa? Nằm xuống. Nằm. Sàn. Nằm xuống. Nằm. Nè. Nằm xuống. Nằm xuống sàn. Tôi kêu mày nằm xuống mà. Mày đứng vô đây đi. Nằm xuống. Nằm xuống giống bư á. Nằm xuống. Mày chơi gì không? Nằm xuống thôi. Nằm xuống. Nằm. Tàn. Nằm xuống. Mày nằm xuống mày đâu vậy? Nằm xuống mày nằm gì nè. Nghe chưa? Nghe chưa? Vậy là giỏi nghe chưa? Nằm xuống là phải nằm gì chưa? Đi đây là nằm nghe chưa? Ừ. Nghe chưa? Sao mày ngu giống bư vậy? Ừ. Nằm yên hả? Tao phải lấy hạt rồi tao mới nhảy được mày rồi. Cái ăn không chịu làm đâu. Bư nè. Rồi. Rồi. Bư, ngồi xuống. Rồi mày có nằm đâu. Kêu nằm đâu. Thiệt mày luôn á. Bư. Đứng lên. Đứng lên bư. Để em. Mày đứng lên hả Sam. Rồi. Rồi sang. Rồi. Rồi đi xuống. Rồi. Mày ngu gì sao? À, mày nói thông minh mà sao mày ngu vậy? Mày ngu gì sao? Ừ. Rồi. Lại miễu. Rồi đây. Rồi đi xuống. Ừ. Ngồi thêm ăn rồi mày có tài khác không sao? Ừ. Ngồi ăn rồi có tài khác không? Mày có cái tài gì khác ngồi thêm ăn không? Ừ. Ừ. Ngồi xuống. Ngồi đi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đó. Đó là ngồi cho sang. Là giỏi đó chưa? Đó là ngồi. Nó nghe chưa? Đó là ngồi cho sang. Bư. Ngồi. Ngồi. Ngồi đi xuống. Ngồi chứ phải nằm. Rồi mày. Xưa tao dạy mày sao? Rồi. Rồi rồi. Mẹ biết ngồi không? Không được. 2%.
Hai em đại biểu. Lại đây. Trời ơi, đi quăng lại. Sorry luôn á. Đi lại đây. Hai thằng khá hội này. Lại 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 nào. Mày nặng rồi thì nó sao? Đâu, quá mày nặng chú gì. Đúng không? Rồi. Rồi. Ngồi xuống sao? Ngồi xuống. Đúng rồi. Ngồi xuống. Đó, nè. Có thể ngồi đây nghe hiểu sao? Đó là hiểu là người thì ngồi ngồi không? Rồi, nằm. Nằm xuống. Đó, đó là nằm nghe chưa? Nghe chưa sao? Hiểu không? Đấy gọi là nằm cái hiểu không sao? Nằm là nằm luôn vậy đó sao? Rồi. Rồi. Ngồi dậy. Đó, đó là gọi là ngồi nghe chưa? Đây là gọi là ngồi. Bư nè. Rồi, nằm xuống. Nằm. Nằm. Đó, đó gọi là nằm. Nghe chưa? Mày mặc vô heo cái vậy mày vậy á. Sam, ngồi dậy. Rồi. Đó, giỏi. Rồi. Mày giờ trước mắt mày học hai chữ này trước đi. Nằm. Sam, nằm. 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 Nằm ra. Rồi. Giỏi. Giỏi nghe chưa Sam? Ừ. Sam, ngồi. Ngồi. Rồi, giỏi. Giỏi nghe chưa Sam? Sam, nằm. Nằm. Nằm xuống vậy nghe chưa? Rồi. Trời ơi, Sam dậy chiêu nữa nè. Bò. Sam, bò. Bò là chú này lo nghe chưa? Bò. 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 Bò của Sam. Bò. Bò. Nghe chưa? Con heo đùa lại. Đùa lại. Rồi. Bư. Chỉ nè. Nằm. Nằm. Bư. Nằm bư. Rồi, giỏi. Giỏi bư à. Bư sao? Bàn chiếu. Bữa chứ bàn chiếu vậy chạy sao? Bàn chiếu. Sao? Bữa giờ tôi dạy mày sao bây giờ hả? Bây giờ quên hết sạch hết bài vậy. Bữa dạy sao giờ quên hết bài. Ừ? Ừ? Sao quên hết bài vậy? Ừ? Sao dạy hết bài vậy? Lì mặt không? Ừ? 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 Ăn lắm biết lộn không à? Suốt ngày lâu lộn với sao? Hai đứa mà... Ngồi xuống. Ngồi. Không có tác dụng gì với sao hết á. Ủa vậy nè. Ủa mắt phải hai cuốn, con ăn hai cuốn. Mày ăn hai cuốn. Ừ. Con ăn hai cuốn vậy. Ừ. Ừ. Bư. Hai đứa. Giờ sao? Tại nào? Tại quá. Ý, có gì anh bư. Không có gì hết bư à. Hạt này bư. Hạt này. Ừ. Không có gì hết, hạt này mới có nè, bên này nè. Đúng không? Tay nào? Tay nào? Tay nào? Ô, tay này đúng đi, con giỏi quá, giỏi quá. Đâu có chân hạt nè. U, bư giỏi quá bư à. Trời ơi, lòng lá. Bư. Nè. Bư đây nè bư. Đây nào. Đây nào. Đại diện bư. Sàn. Đoán bư mày đoán đúng luôn á bư. Mày giỏi gì? Ủa mày giỏi cái gì bư? Ừ? Mày như con heo vậy sàn. Hả? Bây giờ sàn cũng như con heo vậy các bạn à. Trời ơi nó nặng nè. Mà nó toàn xương không biết tích mình đâu. Thôi cảm ơn các bạn xem video rất là nhiều nha. Bữa nay là dạy cho anh Sang như đó hả? Dạy nhiều quá nó cũng không có biết nhiều. Trước mắt là dạy ba động tác là đứng ngồi nằm một chút hả? Thôi các bạn xem video thấy hay rồi. Nhớ like và đăng ký kênh nha. Chia sẻ nữa để ơn mình rất nhiều. Bye bye. Bye bye đi bưng. Con heo này. Con heo này. Ủa con heo này. Mày ơi con heo này.